Mùa vọng là thời điểm chúng ta sống niềm hy vọng vào việc Chúa Kitô đến. Chúa Kitô đến có thể chia làm 3 lần. Chúa đến trong ngày Giáng sinh tại Bethlehem, Chúa Kitô đến trong vinh quang vào ngày cuối cùng của lịch sử, và Chúa Kitô đến trong đời thường ngang qua đời sống của giáo hội. Lần đến thứ nhất của Chúa Kitô là sự kiện trung tâm của lịch sử nhân loại. Niên biểu thời gian tính từ năm chào đời của Chúa Kitô. Thời điểm trước việc Giáng sinh của Chúa Kitô được gọi là thời trước công nguyên và được viết tắt là BC, Before Christ. Năm nay là năm 2018, được xem là kỷ niệm 2018 năm ra đời của Chúa Giê-xu. Chỉ nguyên sự kiện ấy đã cho thấy việc Giáng sinh của Chúa Giê-xu Kitô có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống nhân loại. Sự ảnh hưởng của Đức Kitô và các Kitô hữu nói chung không thể phủ nhận trong thế giới này. Nếu không có cuộc Giáng sinh của Đức Kitô, thế giới sẽ không là những gì chúng ta thấy ngày nay. Thế giới mà chúng ta đang sống trong hành trình tiến đến sự hoàn hảo, và nó sẽ được biến đổi và hoàn thiện trong Đức Kitô. Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang vào ngày kết thúc lịch sử trần gian này. Mùa vọng luôn vang lên lời nguyện tha thiết mong đợi lần đến thứ hai này của Chúa Kitô. Thật vậy, tất cả phụng vụ mùa vọng, chủ đề chính là sự mong ngóng cuộc tái lâm này của Chúa. Vào ngày đó, các tầng trời và mặt đất sẽ được hiệp nhất. Điều quan trọng là chúng ta sống làm sao để chờ đợi sự trở lại lần hai này của Chúa Kitô trong vinh quang. Lúc ấy, mọi thứ sẽ bị xét xử. Những gì che giấu đều bị lộ ra, ngày mà vua Kitô sẽ tách biệt người lành và kẻ ác. Lần thứ ba mà Chúa đến diễn ra trong đời sống hàng ngày của giáo hội và trong đời sống của các tín hữu. Đức Kitô đến ngay trong hôm nay qua các bí tích của giáo hội, đặc biệt nơi bí tích thánh thể và hòa giải mà chúng ta lãnh nhận hàng ngày. Ngài đến trong đời sống truyền thống Kitô giáo, trong ơn gọi làm con Chúa của các tín hữu qua bí tích rửa tội. Ngài đến trong cộng đoàn sống đời thánh hiến, dâng mình cho Chúa nơi các đan viện. Ngài đến nơi khuôn mặt của những người nghèo, nơi các việc bác ái và hy sinh hàng ngày của các tín hữu. Giáo hội đang là một giáo hội lữ hành, chắc chắn sẽ có những tội lỗi và thậm chí là cả những tội trọng. Nhưng đó là một giáo hội biết sám hối hằng ngày, một giáo hội biết nhìn nhận những tội lỗi của mình và khẩn cầu ơn tha thứ của Chúa. Đó là một giáo hội của những người có cùng niềm tin, lãnh nhận cùng một bí tích, mang cùng một danh Chúa Kitô. Giáo hội của những con người xả thân cho người nghèo, người bị bỏ rơi như mẹ Teresa Calcutta. Nếu không có những con người sống niềm tin và hy sinh như thế, thế giới sẽ mang khuôn mặt khác. Chúng ta hãy hãnh diện mình là người của giáo hội trong thời đại này. 3 lần Chúa Kitô đến mời gọi chúng ta suy tư và sống trong mùa vọng này. Chúng ta được mời gọi đón nhận việc Giáng sinh của Chúa Kitô như thời điểm khởi đầu của lịch sử ta đang sống. Chúng ta đang mong ngóng sự tái lâm của Chúa trong vinh quang để hoàn tất lịch sử này và ân thưởng cho những ai sống trung thành với giáo huấn của Chúa. Và chúng ta tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa qua đời sống của giáo hội hôm nay.